Chào mừng các bạn đến với Cytron Technology. Trong video này, chúng ta sẽ gửi dữ liệu của cảm biến nhiệt độ và độ ẩm đến ThinkSpeed với Raspberry Pi. Trong video trước, mình đã làm một dự án tương tự sử dụng Blink. Các bạn có thể tham khảo liên kết bên dưới để biết thêm thông tin. Trong dự án này, chúng ta sẽ sử dụng Raspberry Pi 4 Model B, MakerHeart và một cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT22. Như thường lệ, chân VCC và GND của cảm biến cần được kết nối tới bo mạch Raspberry Pi và chân data sẽ được nối tới GPIO số 17. Sau đó, hãy cấp nguồn cho Pi thông qua cổng USB Type-C. Trước khi bắt đầu, bạn hãy cập nhật Raspberry Pi lên phiên bản mới nhất thông qua Raspberry Config. Sau đó, hãy làm theo hướng dẫn trong bài viết này để cài bộ thư viện Python cho cảm biến DHT22. Tiếp theo đó, hãy mở Tony Python IDE, copy đoạn code mẫu và dán vào trình soạn thảo. Hãy thay thế phần này với ThinkSpeak API của bạn. Dĩ nhiên là bạn sẽ cần một tài khoản để làm được việc này. Hãy truy cập website thinkspeed.com để tạo mới một tài khoản. Sau đó, đăng nhập vào website để tạo một channel mới. Khai báo các thông tin liên quan để lấy mã API. Khi có được mã API này, hãy copy và dán nó vào đây. Vậy là mọi thứ đã xong, hãy nhấn Save để lưu đoạn code và Run để chạy nó. Đoạn code mẫu này sẽ đọc dữ liệu của cảm biến và gửi đến channel bạn tạo tại ThinkSpeed sau mỗi 20 giây với giao thức HTTP. Vì đang sử dụng tài khoản miễn phí nên chúng ta không thể thay đổi thời gian gửi dữ liệu xuống 10 hoặc 15 giây. Nếu có nhu cầu, bạn có thể nâng cấp lên tài khoản Home để gửi dữ liệu trong khoảng 1 giây. Và trước khi kết thúc video, bạn có thể tạo một widget để hiển thị nhiệt độ dưới dạng đồng hồ. Các bạn hãy tham khảo và làm theo video nhé. Video đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình là Văn, đến từ Cytron Technology. Xin chào và hẹn gặp lại.